Sáng nay, mùng 8 tháng 9, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, tổ công tác cải cách hành chính của Thủ tướng Chính phủ đã tổ chức phiên họp thứ nhất công tác cải cách hành chính trực tuyến với các địa phương. Sự phiên họp có lãnh đạo các bộ, ban ngành trung ương. Tại điểm cầu Lào Cai có đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở, ban ngành, đơn vị địa phương. Tại hội nghị, Văn phòng Chính phủ công bố quyết định thành lập Tổ công tác Cải cách hành chính của Thủ tướng Chính phủ do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang làm tổ trưởng. Tổ công tác có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo đôn đốc các bộ ngành địa phương thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao năng lực phản ứng chính sách, nghiên cứu, đề xuất các sáng kiến, giải pháp thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, tham mưu sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án cải cách cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Tổ trưởng Tổ công tác Cải cách hành chính yêu cầu các bộ, ban, ngành, địa phương quyết liệt triển khai các nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm, gồm đánh giá tác động, thẩm định thủ tục hành chính, công bố, công khai thủ tục hành chính, giả soát làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, giả soát tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia, tiếp nhận, xử lý, tháo gỡ khó khăn vướng mắc về thủ tục hành chính định kỳ hàng tháng công khai kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp coi cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt